Lê Ngọc xin chào cả nhà. À, hôm nay Lê Ngọc làm video mới giới thiệu với cả nhà một số dòng chậu thuần đang có tại vườn. À, cây đầu tiên mà Lê Ngọc đang quay cho cả nhà xem đó là dòng bà liễu xưa. À, bà liễu xưa thì như cả nhà cũng biết là nó rất là xuyên hoa và hoa rất thơm. À, dòng liễu xưa thì trên cái khuôn hoa nó sẽ có hai màu à, cánh trắng và lưỡi hoa tím. Dòng này khi mà cả nhà mình trồng thuần lên cây lớn á, thân già nó sẽ ra rất là nhiều hoa. Và độ bền của hoa thì sẽ từ 2 tháng rưỡi cho tới 4 tháng à, Cây của mình chăm sóc tốt thì nó sẽ ra hoa liên tục Dòng liễu nó cũng là một dòng dendro nắng xưa nổi tiếng của Việt Nam mình luôn cả nhà à, Gần như là tất cả các khách hàng chơi lan thì đều biết dòng này Hiện tại thì Lê Ngọc đang có chậu phi 18 cực kỳ đẹp à, Cây vẫn còn đi ngọn nhưng mà đã bắt đầu u mắt vòi nhú vòi À, dòng liễu này hiện tại thì cây nó cao khoảng từ 60 cho tới 80 tùy theo chậu nhưng mà đa phần thì nó sẽ dao động khoảng tầm 70 70 cm và chưa có đứng ngọn nha cả nhà cây này khi mà mình sưu tầm về chơi á, mình có thể nuôi thuần lên cây lớn hơn dòng liễu này thì ra hoa ở mắt lá rất là mạnh à, tất cả những nách lá trống thì nó đều có thể ra hoa được và giá của dòng liễu phi 18 như Lê Ngọc đang quay là 200 ngàn một chậu Còn cây này là cây vũ nữ mật ngọt của Đài Loan à, Lê Ngọc đang có một chậu thuần à, Có một cành hoa nở và nụ và đang có vòi lên luôn Cây rất là đẹp, chậu phi 30 à, Giá của dòng này là 450 ngàn một chậu Còn cây này là cây pin biên hòa giống mới à, Dòng này cũng là một dòng đen rô nắng nhưng mà khuôn hoa to Dòng pin biên hòa này á thì nó rất là xiên hoa cả nhà gần như là thân của nó lúc nào cũng lên hoa hết và đặc biệt là ở đối với dòng cây thuần á thì cây nuôi hoa thì nó vẫn lên à, mầm gốc bình thường nên là trong cái thời gian nuôi hoa thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều à, đến với thân mẹ và cái mầm gốc ở dưới à, chỉ cần là mình đi dinh dưỡng phù hợp cho cây và cái môi trường trồng của mình có nắng đầy đủ ha dòng pin biên hòa chậu thuần phi 30 như em đang quay thì có giá là 480 trăm tám Còn cây này là cây vàng bơ, à, mình cũng thường gọi là cây vàng ánh kim á. Nó mang một cái màu vàng hơi nhạt, chứ nó không phải là màu xanh. À, đây là một dòng đen rô màu, nhưng mà cũng rất là xiên hoa, cây rất là đẹp. À, dòng này thì Lê Ngọc đã thuần trên một năm rồi. À, hiện giờ thì đang ra nhiều vòi hoa. Và giá của dòng này là 450.000 một chậu. Còn cây này là cây vàng cớm, à, mình cũng thường gọi là cây xanh cớm á. À, cây này thì cái màu của nó đậm hơn cánh cũng dày hơn à, em cũng đang có chậu thuần phi 30 à, và cây như em đang quay thì có giá là 450.000 còn cây này là cây thỏ xưa à, dòng thỏ xưa thì hoa khi nở ra rất là thơm nha cả nhà à, và mang một cái màu hồng nhạt rất là dễ thương à, thỏ xưa chậu thuần phi 30 thì có giá là 450.000 một chậu còn cây này là cây hổ mang hồng À, dòng hổ mang hồng thì cái khuôn hoa của nó sẽ giống y chang như cái hổ mang kia của mình nhưng mà cái màu hoa của nó nhạt hơn à, rất là đẹp cánh xoắn dòng này thì lê ngọc không có lưu hình hoa lại nên là không có quay trực tiếp cho cả nhà xem hiện tại thì chậu thuần đang có hai vòi hoa và giá của nó là 450 000 năm còn cây này là cây tím blue 506 à, một dòng đen rô màu những dòng mà đen rô màu khi mà mình thuần lên nó cây nó bắt rễ tốt rồi thì nó sẽ ra hoa liên tục à, và khuôn hoa của nó cũng tương đối lớn Hiện tại thì chậu Blue 506 này thì nó đang có rất là nhiều vòi hoa và có thân tơ đang lên à, giá của dòng này là 380.000 một chậu Còn cái kế tiếp là cây Ruby à, dòng Ruby thì hiện tại em còn một số chậu đang có hoa như hình luôn và là chậu thuần phi 30 À, dòng ruby này thì thân nó sẽ không lớn lắm so với những dòng khác nhưng mà được cái là nó rất là xuyên hoa và nó cũng thuộc là trong một những dòng để đô nắng nha cả nhà ruby chậu phi 30 thì có giá là 380 ngàn một chậu còn cái này là cây Cezanne ba xưa à, đã thuần rồi dòng này là cây thuần ghép nên là một chậu của nó sẽ có rất là nhiều thân thường là phải trên 10 thân và bây giờ đang bắt đầu có hoa có thân tơ cho cả nhà mình luôn Giá của chậu Lê Ngọc đang quay là 450 ngàn còn cây này là cây dáng à, xưa dáng à, xưa là một dòng đen rô màu khuôn hoa to Nhưng mà cây này cái màu hoa của nó rất là đẹp à, Khi nở ra thì hoa có hương thơm nhẹ Hiện tại thì Lê Ngọc đang có chậu thuần như hình à, Có một vòi hoa nở và ba vòi nụ Dòng này thì cái thân già, cái lá già của nó hơi vàng à, Nhưng mà sẽ không ảnh hưởng gì đến cây nha cả nhà dáng à, xưa thì giá của nó là 350.000 một chậu còn cây này là cây đa dăng blue Đa dăng blue thì hoa rất là thơm Khi nở ra thì độ bền của hoa cũng khoảng tầm 3 tháng Và hoa cực kỳ thơm luôn Hiện tại thì chậu thuần như em đang quay thì rất là đẹp, nhiều thân Cây này đã thuần tới năm thứ hai Và bây giờ chuẩn bị bắt đầu ra hoa lại à, Và có rất là nhiều mầm góc Giá của dòng này là 650.000 Còn cây này là cây đồng tiền tím À, dòng đồng tiền tím thì cành hoa siêu dài luôn cả nhà à, tất cả các cây mà đồng tiền tím khi thuần lên hoặc là chưa thuần cây nhỏ thì cành hoa đều dài hết thường một cành hoa nó sẽ từ hai mươi mấy bông trở lên à, rất là dài hiện tại thì em đang có chậu thuần phi 30 đang lên vòi à, cây sinh trưởng khỏe à, và đã bắt rễ tốt cây này đã thuần gần năm chắc là khoảng chín mươi tháng rồi Giá của dòng này là 380.000 một chậu. Còn cây này là cây Robert. À, dòng Robert thì nó cũng có khuôn hoa và màu hoa trắng lưỡi tím nhưng mà khuôn hoa nhỏ hơn liễu. Và đặc biệt là hoa rất là thơm. Gần như là thơm hơn liễu và thơm cái hương rất là ngọt. Và dòng Robert thì về thân lá của nó cũng đẹp nữa cả nhà. Hiện tại thì Lê Ngọc đang có chậu thuần phi 30 và đang lên 4 hướng tơ. À, cây này thì cao khoảng tầm 60 cho đến 70. À và chưa à, chưa đứng ngọn. Nhưng mà những thân già ở phía dưới thì cũng đã đang nhú hoa rồi. Dòng này cả nhà mình có thể sưu tầm dưỡng nó chơi Tết được luôn. À, giá của dòng này là 650 000 một chậu. Còn cây này là cây Binsery. À, dòng pin là một dòng mới có sau này nhưng mà nó có rất là nhiều ưu điểm à, thân lá đẹp, xiên hoa và hoa cực kỳ thơm thơm như là hương nước hoa luôn á cả nhà à, chỉ cần trong vườn mình có một chậu thuần có hai ba cành hoa nở thôi thì cả nhà mình bước vô vườn mình sẽ nghe một cái hương thơm rất là dễ chịu à, tỏa hương rất là xa hiện tại thì lê ngọc đang có chậu thuần lên vòi hoa nụ à, hoặc là đang đỡ sẵn luôn cả nhà mình có thể lựa chọn hai dòng này À, giá của nó là 450.000 một chậu Còn cây này là cây đen rô nắng lưỡi bò tím à, Dòng lưỡi bò tím thì cái mặt hoa của nó rất là đẹp à, Cây này nó cũng rất là xuyên hoa à, Về thân lá sinh trưởng, phát triển về chiều cao chậm à, Không nhanh như bà liễu à, Nhưng mà thân rất là khỏe và mập cây à, Dòng lưỡi bò tím khi mà đứng ngọn thì cây nó sẽ ra hoa liền Và thường đỉnh ngọn nó sẽ ra hai vòi hoa À, dòng này nó có một cái ưu điểm là như vậy và cái lưỡi hoa của nó cũng sẽ to hơn những dòng cây khác nên là đó là một cái điểm nổi bật của cây lưỡi bò tím khi mà cả nhà mình sưu tầm những cái dòng này thì mình sẽ không phải lo là nó sẽ bị chậm hoa hoặc là khó ra hoa vì bản thân cây lưỡi bò tím thì nó rất là xuyên hoa mà đối với cây thuần thì nó lại càng dễ ra hoa hơn vì cây thuần thì nó đã bám chắc vào giá thể và sinh trưởng của nó khỏe một chậu thường như em đang quay cho cả nhà xem thì hiện tại cây này nó đang lên 6 vòi hoa dài và đang nhú vòi hoa ở dưới nữa thì khoảng tầm 7 vòi. À, nên là dòng bò tím thì cả nhà mình nên sưu tầm một chậu để trong vườn mình lúc nào nó cũng có hoa hết và một cái sắc tím rất là đẹp. Thường thì một chậu thường như thế này thì phải từ một năm trở lên thì cây nó mới bắt rễ tốt và sinh trưởng khỏe. Bò tím như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 650.000 một chậu À, em có loại mới nhú vòi và có loại vòi dài luôn còn cây này là cây rồng vàng xưa rồng vàng xưa hiện thì lê ngọc đang có chậu phi 35 à, cây này cao khoảng tầm 1 m cho tới một m hai chưa có thác ngọn à, còn thân mẹ dưới thì đang có vòi hoa dòng rồng vàng thì cả nhà cũng biết là nó rất là bền hoa của nó sẽ khoảng tầm 4 tháng và có hương thơm nhẹ à, chậu mà em đang quay thì có giá là 950 000 năm ngàn một chậu còn cây này là cây à, kinh hổ mang chớp số 1 à, Một cây chớp rất là xưa à, Phải nói là cây cổ luôn á cả nhà Và dòng này tất cả đều là cây chớp chuẩn Vì là được tách chiết trên thân mẹ Chứ không phải là hàng sổ cái mô sau này à, Một chậu nhỏ như Lê Ngọc đang cầm trên tay Thì có giá là 350.000 một chậu à, Còn cây này là cây lớn Và những cây này khi gửi đi Thì thường nó sẽ có hoa nở sẵn Ở trên cây cho cả nhà mình À, kiểm tra mặt hoa hoặc là đã có nụ và nụ đã lớn Mình có thể nhìn thấy được là cái điểm chớp Chậu kinh hố mang chớp số 1 Cây lớn như Lê Ngọc đang quay thì hiện tại đang có 3 thân à, Một thân già đang hoa à, Một thân tơ đã trưởng thành đứng ngọn và lên vòi Và đang có một mầm gốc ở dưới à, Và đã thuần với thể sạch 100% à, Chậu như em đang quay thì có giá là 950 một chậu Còn cây này là cây chớp đỏ tím À, cái dòng chớp đỏ tím nó là một cái dòng riêng biệt chứ nó không có giống với cây hồng sắc pháo khi mà cả nhà mình xem kỹ thì cái khuôn hoa cái điểm chớp và cái màu hoa của nó cũng đặc sắc hơn à, cây của nó cũng đẹp hơn à, dòng đỏ tím thì thường nó sẽ hiếm có hơn là cây hồng sắc pháo nên là về giá thành nó cũng sẽ cao hơn hiện tại thì lê ngọc đang có một chậu đỏ tím có cành hoa như hình à, đã thuần và cây này có 3 thân à, giá của dòng này là hai triệu tám một chậu còn cây này là cây à, kinh 10 bích. Dòng kinh 10 bích mới này á, thì nó có nhiều ưu điểm lắm cả nhà. À, về màu hoa thì nó khi mà nó nở một thời gian thì nó sẽ lên màu gần như là cây chuẩn. À, còn về thân lá thì dòng này khỏi phải bàn luôn, thân lá cực kỳ đẹp. À, phát triển sinh trưởng về chiều cao rất là nhanh. À, cây hiện tại mà Lê Ngọc đang quay cho cả nhà xem thì nó cũng cao khoảng tầm 80 rồi. Nếu mà cây này đứng ngọn thì nó sẽ cao khoảng tầm 1 mét. À, và dòng này thì ra hoa nách cũng rất là mạnh Hiện tại trên chậu này thì đang có một vòi hoa à, Và giá của dòng này là 650.000 một chậu Còn cây này á, là cây thông chai Nhưng mà cái màu nó hơi lạ hơn một chút à, Dòng thông chai của mình là màu đỏ Nhưng mà cây này thì nó lại có màu đỏ nâu à, Rất là khác lạ Thân lá của dòng thông chai thì cả nhà cũng biết là nó rất là khỏe Thân to, mập mạp và lá lớn à, Cành hoa rất dài và giá chậu của Lê Ngọc đang quay cho cả nhà xem là 650 ngàn Còn cây cây này là cây rồng xanh Chậu này là chậu siêu khủng luôn cả nhà Chậu phi 50 Và trong chậu này thì nó có khoảng tầm trên 20 thân à, Đi rất là điều hướng à, Đang chuẩn bị lên vòi hoa để cả nhà chơi luôn Chậu phi 50 á, là chậu thuần ghép à, Ghép từ rất là nhiều cây Để nó đi tròn điều hướng và được thuần trên chậu gỗ phi 50 À, chậu căm xe và giá thể là hoàn toàn là bằng giá thể sạch à, Nên là đối với những dòng này Khi mà mình sưu tầm về thì mình sẽ không lo ngại Về cái vấn đề giá thể và chậu nữa Mình chỉ việc để chơi thôi và giá của một chậu rồng xanh phi 50 như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 5 triệu một chậu. Cả nhà mình yêu thích dòng cây nào thì mình có thể liên hệ với Lê Ngọc qua số điện thoại góc dưới màn hình. Hoặc có thể nhắn tin vào Zalo, Facebook, Fanpage Vườn Lai Lê Ngọc để mình đặt hàng. Em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của Lê Ngọc. À, cả nhà có bất kỳ thắc mắc nào thì mình có thể để lại bình luận dưới phần à, tin nhắn à, để Lê Ngọc có thể tư vấn cho cả nhà mình thêm. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những phần video sau.